thả ra, để chú ý thả. Để chú ý thả đó. Để chú ý thả cho nào. Làm chú Linh ngứa cả răng cái này. Thôi, không để, không, chú Linh không ném nữa. Chú Linh không đùa đâu. Chú Linh không ném nữa. Chú Linh lấy răng đi. Chú Linh không ném nữa, thả ra. Chú Linh lấy răng đi. Hả? Chú Linh lấy cái này đi. Ném đi. Cho chú răng. Chú Linh lấy cái này trước. Cho răng nó ra, khó chịu. Chú Linh phải lấy cái này trước. Không thấy ngứa à? Không. Cả ra, thằng này giang hồ mảng mọi người ơi, nó lên mảng nó chỉ bốc phét được thôi. Gan nó nhỏ như này, gan nó như này này, gan bé như năm đấm như này này. Ê, giang hồ mảng mỗi lần lên đây chú Linh không ấy, chú Linh cắt rồi, chú Linh cắt không ấy, không thả ra, thả ra rồi, thả ra. Thôi thả ra rồi. Cháu ra. Rồi. Nhưng mà đưa cái này cho chú Linh nào. Chú Linh ném. Chú Linh ném. Đó, gãy cái này. Gãy cái này. Chú Linh ném. Chú Linh không ném đâu. Chú Linh ném. Chú Linh ném. Rồi, để chú Linh tháo ra. À? Gãy răng nha. Gãy răng rồi. Rồi hả? Mày ném đi, giật ra. Ném đi rồi. Thôi, còn đất. Thằng này sợ giang gan thật. Thằng này chỉ giang vào mảng thôi mọi người. Thôi cái răng thôi mà nó còn sửa thế. Rồi giờ không ai tháo được nữa đâu. Cổ giặt lắm rồi. Giang hồ mảng mọi người ạ. Thôi không ấy được đâu. Khó chịu thật đấy. Mình không ấy được, nó không dịch nữa đâu. Nó sợ rồi. Đây, để chú Linh ném cho, để răng nó thoát ra đi, không ngứa hết cả răng giờ. Không, không. Sợ lắm nè. Hả? Sợ chú Linh ném mày nè. Sợ thế mà bảo gì. Ai bắt tiếp chú Linh như người cháu đánh chết. Mỗi cái răng của mình thôi mà nó còn rút ra, rút vào ấy. Ê giời, chỉ móm thôi. Rồi chỉ móm thôi mọi người nhá. Móm trên mảng thôi, đưa cái này chú Linh à. Chú Linh tháo. Thì cầm cái này đi. Cầm cái này đi. Chú Linh thôi, thằng này đang hồ mảng thôi. Đừng có gì là. Xả chú Linh lấy cái này nào. Đây ra rồi này. Ra rồi này. Đây này, ra chưa. Đó, đây này. Không phải gì nữa. Đấy. Cột chặt. Cột chặt lắm rồi, giờ không ra được nữa đâu. Cái ném đi. Không gì cả. Mày bắt buộc mày phải ném. Chứ đúng không rồi. Bao giờ dịch ra được. Bảo quá nè. Rồi, thằng này giang hồ mảng thôi. Chứ nó không có gì đâu. Cái chai này là đều có em nha mọi người. Đều có em còn bao nhiêu suất các nhá. Còn nhanh không để chú Linh bán hàng nào. Không thì... Dạ 164k nhá cả nhà. Không đấy. Thì làm gì? Hả? Không thì đi ra để chú Linh bán hàng. Thế thì đi ra. Thế thì để luôn đi. Được nào? 50 suất nhá mọi người. 50 suất. Chú Linh gửi ạ. 50 suất nhá mọi người. Gửi đi. Gửi đi mày. Thả anh ra đi. Thằng này chỉ đây. Mọi người nhìn này. Mọi người nhìn này. Đấy. Mọi người nhìn này. Như này. Này. Như này rồi mà vẫn sờ này. Rồi. Đó, cái răng như này có cái gì đó mà không rớt. Đấy, mà không chịu. Đây. Mọi người zoom lại gần đi này. Để zoom lại hết nhá, zoom lại cái răng này. Còn 50 suất nhá mọi người. Đây, zoom lại. Zoom lại ký cho mọi người này. Này, đây nhìn này, nhìn nha mọi người. Nhìn này. Nhìn cái răng của nó này. Đó. Nó xìa ra ngoài đây này. Xìa ra tận đây này. Mà không dịch đi. Thôi tháo ra. Thì thả cái tay ra để chú Linh. Không mở ra được cái này. Đây này không mở ra được đâu. Đây này. Còn 50 suất nhá mọi người. Thì thả ra để nhá. Chú Linh diệt nào, mở ra nào. Cái chai để quay nhá mọi người đấy. Để chú Linh tháo ra nào. Ra 164k nhá mọi người. Đấy, để cho nó thôi, nửa. Để cho nó mặc dễ nhá mọi người. Đi đây. Thằng này chỉ giang hồ mảng thôi mọi người ơi. Thằng này chỉ giang hồ mảng thôi. Chứ nó không ấy đâu. 50 suất nhá mọi người.
chỉ gian bộ mảng thôi, đừng có móm nha, lên mảng đừng có móm ấy chưa. Sao lên mảng đừng có móm ấy chưa? Móm gì? Không được móm ấy chưa. À, cái răng của mình thôi mà không dịch nổi thì cứ lên mảng bộc phét anh yêu em nè, anh bảo vệ em nè. Năm tám à 50 suất nha mọi người. Rồi rồi rồi, bán cho nhãn hàng đó nào. Không thì nhãn hàng thì vào xem răng lôi không. Bảo chúng này mấy ông này hay kìa. Đấy, bán nước hoa mà bây giờ tao đi dịch răng lôi. Rồi, 50 suất nha mọi người. Đấy, 50 suất cả nhà. Không tháo ra được đâu. Cái chỉ đấy cột chặt lắm rồi đấy. Đấy. Không tháo ra được đâu. Đưa ra cho anh Tháo rồi. Ừ. Thằng này giang vô mảng. Lên mảng đừng có bốc phét nha. Đừng có bốc phét nha. Bốc phét ít thôi nha. Móm. Móm, mỗi cái răng thôi mà dịch không được. Rồi, 50 suất chai cuối cùng này. 50 suất chai cuối cùng. Chai nước hoa 10ml. Cái này là cua dành cho nữ mọi người nha. Chai 10ml. Bên Ados là hết rồi à? Hết rồi. Ồ, hết rồi, lên cô Trang thôi. Hết rồi, hết rồi. Quá má nha mọi người. Rồi, cô Trang, để rồi. Con để đi lấy cho. Rồi. Hay ấy, cái răng mà không dám dịch đi. Thế nhìn thấy máu chắc là ngất luôn hề. Đúng rồi. Nhìn thấy máu chắc là ngất rồi hề. Trốn rồi, đi rồi, trốn rồi, trốn để đi nhờ người gỡ rồi mọi người. Lên khẩu trang nha mọi người, khẩu trang. Khẩu trang nha mọi người. Khẩu trang 600 cái bao nhiêu tiền? Đây. Đấy, khẩu trang nhá mọi người, khẩu trang nhá. Đây, khẩu trang đây, khẩu trang đây. Lên ít bánh nhá, bánh trung thu mọi người ơi. Ai thích bánh trung thu nào? Comment bánh trung thu nào mọi người ơi. Comment bánh trung thu nào? Ai thích bánh trung thu? Comment bánh trung thu nhau mọi người ơi. Đấy. Lên hết số bánh đi. Hết số bánh trung thu đi mọi người ơi. Đấy. Bánh trung thu. Và bánh trung thu nhắc lại với là những người mới vào ấy mọi người. Bánh trung thu khi mọi người mua ấy, ngày hôm nay thì sẽ là qua lễ thì mọi người mới nhận được nhá. Kiểu là không nhận được trong trung thu mà sẽ ở ngoài trung thu mọi người mua về ăn thôi nhá. Chứ còn làm quà biếu cái gì ấy thì mọi người mua ở ngoài cửa hàng hay gì đó gần nhà các bạn. Đấy, chứ không thì nhiều bạn đặt để chờ để đi làm kiểu đi tặng quà cho mọi người ấy. Không kịp đâu, tại vì sẽ nhận sau trung thu. Đấy. Có lên giấy không? Có. Mọi người ăn trải nghiệm nhá. Ok, lên đi anh ơi, lên ấy đi. Thằng giang hồ mảng này móm rồi. Lên bánh trung thu nhá mọi người. Ấy xà. Lên bục phét thì anh yêu em nhiều lắm nè. Lên rồi. Mỗi cái răng rụng rồi mà còn chưa dám nhổ thì nói chuyện làm gì. Lên rồi, bảnh lên rồi nha mọi người. Bảnh tung thu lên rồi. Giật đi mà. Trốn rồi. Nó chạy rồi mày, chạy trốn rồi. Lên rồi anh ơi, lên rồi mọi người ơi. Lên rồi, nhãn hàng nhật lễ vào tặng hoa hồng rồi. Đùa đi. Đấy. Cái hoa hồng đấy giờ đổi ra là cái gì? Bây giờ tặng cho mình hoa hồng thì bây giờ là nó về hoa kết lợn rồi. Nó thành hoa đó. Hoa kết lợn rồi. Đấy. Hoa kết lợn rồi. Ở quê mình nói là cái hoa kết lợn đấy mọi người. Đấy, lên rồi nha mọi người. Hoa hồng bây giờ chuyển sang mình tặng cho mình thì rút ra là thành hoa kết lợn. Phải tặng con sư tử, hai con sư tử, một con sư tử to với là một con mèo thì mình nhận lại được là một con sư tử to, còn con mèo nữa là cho anh TikTok, gửi cho anh TikTok. Đấy, bây giờ tặng hoa hồng cho anh TikTok thì mình rút về thì có hoa kết lợn thôi.